Mùa xuân năm 1987, tại một ngôi trường đại học danh tiếng ở Seoul nọ, ngôi trường trông rất ra gì và lầy nọ lọ trai. Sáng sớm, các bạn sinh viên ở ký túc xá đang tập thể dục, lắc hông, nhảy nhót trên bàn. Ngay trong bài giám đốc hai em thư ký. Tất bật sửa soạn chuẩn bị mọi thứ để đến lớp học. Con chị gái này đang hát bolero. Và có super idol gọi đến. Chị gái này tên là Giang Dô và đó là điện thoại gọi đến cho cô. Giang Dô nhanh chóng bốc đầu phóng thật nhanh chạy đi bắt máy. Khoan, dừng, hốt, khoan. Cô tiếp tục chạy thật nhanh đi bắt máy. Thật may là vừa kịp giờ bắt máy. Nhưng mà chị gái này thì cứ nhây như mấy ông bán kem, cứ vui đùa với chiếc điện thoại không cho Giang Dô bắt máy. Giang Dô nói: thời gian của tao nó là vàng. Lời nói của tao nó là vàng. Rồi cuối cùng cũng được bắt máy nhưng chưa nói được gì thì ông đạo diễn bảo cắt miệng rồi. Thiệt là mệt mấy ông đạo diễn. Đến giờ ăn trưa, mọi người tụ tập đông đủ. Này ai gọi cậu thế? Hay là anh trai ngành kỹ thuật đã gặp bữa trước đúng không? Không mẹ ơi. Đó là bà tớ gọi hỏi tớ bắt xe buýt lúc mấy giờ. Tưởng đâu cậu cũng biết mà. Những cuộc gọi đó đa phần đều là cho Hê Dông. Này tớ đã bảo rồi, đó là bà tớ gọi. Đúng vậy, bà tớ gọi đến đấy. Bà chị Hê Dông trông có vẻ cay cú lắm. Khi mà người mà super idol gọi không phải là mình mà là Giang Dô, một ký túc xá với 360 sinh viên mà chỉ có hai cái điện thoại. Thật là lực cười. Đúng rồi chị ơi, trường gì mà lạc hậu thế này? Người ta thời đại 4.0 rồi, người người nhà nhà xài iPhone 13 Pro Max, còn mình thì xài điện thoại bàn. Người nhà quê hết sức sao cơ? Cái con nhỏ mề gà dám cúp điện thoại dành cho chị à? Ngưng gọi cô ấy là mề gà đi, chú ý phát ngôn vào. Người ta có tên mà, mood ok có nghĩa là gà, vân và nhà, tất cả gói gọn trong một từ thôi, đó là mề gà. Tên cô ấy nghĩa là hạt thơm mới đúng chứ, được không Hê Gia? Cãi không lại, bà chị Hê Dông đúng dậy, hét thật to làm kinh động tất cả mọi người xung quanh. Nhưng mà lỡ tay quăng sách, rách miệng quả bìa 5 triệu của người ta. Thôi lần này là đền thấy miệng rồi. Nhưng mà Giang Dô nhanh chóng lấy quả sách rồi đọc sàm vài câu. Các người sẽ không bao giờ đánh bại được tôi, dù chỉ một lần duy nhất. Chúa sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra, cả Om Ji cũng không được phép. Và nó đã cứu bà chị Hê Dông trong gang tấc, chẳng bị ai phát hiện cả, thiệt là may quá đê. Anh trai này tên là Soho và anh đang bận rộn nướng thịt, khói tung bay mù mịt. Có đang tung bay đi khắp kính. Có mấy ông sư đang nướng thịt. Ta đi xã đồn xã đoàn. Thấy có hôm mai có hôm mi. Bên cạnh anh có mấy em gái. Bên cạnh là một em gái cực xinh, lại có cái luôn cả thái cực quyền. Soho là con lai Hàn, Đức. Cậu ấy còn tốt nghiệp ngành kinh tế ở Đại học Berlin nữa đấy. Rồi, ghê chưa? Ghê chưa? Đồng hồ không ngừng nhảy số, đi trên từng dãy phố, mọi người vội vàng xuân diệu, họ phải chạy thật nhanh về ký túc xá trước khi cánh cửa ký túc xá đóng lại, nếu không thì sẽ bị nhốt ở ngoài và bị phạt đuổi ra khỏi ký túc xá. Bà chị Hê Dông thì được một anh trai cầu hôn cùng với một bó hoa hồng tươi thắm trên tay dành tặng cho cô. Anh ta còn đem theo cả nhẫn nữa chứ. Đây là tấm lòng của anh, trái tim anh cháy rực như mặt trời vì em, xin hãy chấp nhận nó. Nhưng vì chỉ còn 15 phút nên là phải gấp rút chạy nhanh hơn một chút. Vậy là Hê Dông dành 1 phút để quay lại lấy mỗi chiếc nhẫn trong hộp mút thôi, còn mọi chuyện thì để mai tính tiếp. Anh trai này sau khi tặng đi quả nhẫn thì cũng rất vui, nhưng mà cũng phải chạy nhanh về thôi. Mọi người thì vẫn không ngừng chạy, không cho phép đôi chân mình được dừng lại, nếu không muốn chịu số phận thảm hại. Vì lần này mình ngây dại, cố gắng chạy để ngày mai đi chơi lại. Bây giờ chỉ còn hơn 5 phút, sắp đến giờ và từ khắp các bến bờ, chẳng còn thì giờ để mà chờ nữa rồi. Giang Dô chạy không lo chạy, cua cua bịch cơm sườn của bà cho, bỗng cái bịch nó bị rách làm rơi hộp cơm sườn, lăn nhịa xuống dưới đường. Bà chị Hê Dông kêu bỏ đi mà Giang Dô không chịu bỏ, nhất định phải đuổi theo hộp cơm sườn, lấy lại cho bằng được. Thế là lần này trễ con nhịa nó rồi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Mọi người thì đã nhanh chóng chạy về kịp deadline, nhưng mà Hê Dông và Giang Dô thì không, vẫn còn đang xách dép chạy tuột quần. Rồi cuối cùng Hê Dông cũng xách dép về, còn mỗi Giang Dô thì vẫn chưa thấy ở đây. Oh no no no. Con đeo trong studio đã tới giờ. Oh no. Đã đến giờ và cô quản lý ký túc xá bắt đầu đi điểm danh. Hê Dông đã về được tới phòng, lấy quả nhẫn ra ngắm cho vui sướng trong lòng. Còn Giang Dô đang ở nơi đâu? Hiện hồn về ký túc xá mau, hay vẫn đang chạy lòng vòng tìm hộp cơm sườn của bà mãi chưa thấy về ký túc xá đâu? Đúng lúc cổng ký túc xá sắp khép lại thì Giang Dô đã chạy được về tới sân, cứ ngỡ là như bao bộ phim khác, sẽ vào ký túc xá kịp vào phút 90, nhưng đạo diễn bảo không, Giang Dô phải bị nhốt ở ngoài. Và cho cô tận hưởng cái lạnh của mùa Noel cô đơn không ai bên cạnh. Lần này thì không ai có thể cứu mình được nữa rồi, phải tự thân vận động thôi, chẳng ai có thể cứu mình được ngoài bản thân mình. Nên là Giang Dô lang thang khắp lối, mong tìm được một lỗ hổng để có thể vào ký túc xá. Bầu trời thì đen tối, bên ngoài thì trời đang lạnh giá. Trong phòng thì đang cãi nhau to quá. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ thì Giang Dô đã tìm ra lối, đó là đường lối, ánh sáng của đèn chói chang phát ra từ khung cửa sổ. Nên cô biến hình thành Spider-Man leo miệng lên tường, bám theo lan can để đi đến phòng của mình. Trong lòng thì hồi hộp đến từng khung hình, bà cô quản lý thì vẫn đang nhanh chóng đi điểm danh khắp các phòng để nhanh chóng về nhà ngủ với chồng, chìm đắm trong đống bông hồng. Bà cô luôn cẩn thận kiểm tra mọi thứ, dù là đang gấp rút thật chứ. Từ tủ lạnh cho đến bàn là cắm xe quay của ông bà già. Từ ngoài vườn cho tới gầm giường. Và đúng lúc đó, bà chị Moon OK thì đã phát hiện ra Giang Dô đang núp lùm ở ngoài cửa sổ. Bà cô đã đi, thì Giang lại tiếp tục leo trèo để về phòng của mình một cách nhanh nhất có thể. Dù đã rất là mệt mỏi nhưng làm sao giờ, có chơi thì có chịu thôi. Và bạn cùng phòng của Giang Dô cũng đã phát hiện cô ấy ngoài cửa sổ. Cô quản lý sắp tới, thế là bà chị Moon OK cũng nhanh chóng tiếp ứng, đánh lạc hướng bà cô bằng kế địa hổ ly sơn, la lên bảo là có một con chuột to trà bá lửa miễn phí, làm cả ký túc xá hỗn loạn. Nhân lúc này thì bạn cùng phòng liền nhanh chóng đưa Giang Dô từ cửa sổ vào phòng, nhanh chóng thay đồ cho cô ấy. Qua thật là tuyệt vời ông mặt trăng. Tình hình ngoài hành lang vẫn chưa được kiểm soát, nhưng mà bà cô quản lý chỉ cần hét lên một cái là ai nấy cũng đều về phòng cả. Em thấy với trời đất thánh thần thiên địa là có một con chuột ở đây thật đấy ạ. Em chắc chắn chứ, mà em không biết nội quy ký túc xá à, sao em dám la hét như thế hả? Và rồi bà cô đã đến phòng của Giang Dô, tạ ơn trời, rất may là đã kịp lúc, mọi thứ đã đâu vào đấy. Giang Dô à, sao em lại đổ nhiều mồ hôi thế? Dạ, em đã chạy thật nhanh để không bị trễ điểm danh ạ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn cùng phòng của em bị đuổi khỏi phòng vì em hả? Phòng 207, đọc lại nội quy ký túc xá cho tôi. Hẹn bạn kiếp sau, chứ kiếp này bạn hãm quá. 2. Cuối cùng bà cô cũng đi, thiệt là mệt quá, mà nãy lo leo trèo nên quên lấy bịch cơm sườn của bà miệng rồi. Nhưng mà Giang Dô rất là may mắn, bác bảo vệ đã thấy bịch cơm sườn nên đã lấy nó vào cất hộ cô.
Giang Dô mở hàng ra check, nhưng trong đó không phải là cơm sườn mà là bánh gạo yến mạch. Nó rất tốt cho bệnh tiểu đường. Lấy được hàng xong, Giang Dô bái bai bác bảo vệ rồi đi về phòng. Trước khi về phòng, Giang Dô còn ghé ngang qua phòng bà chị Bun Ok tặng một ít bánh gạo, rồi cảm ơn về chuyện lúc này, nhờ chị mà em đã vượt qua được kiếp nạn này. Nhưng mà đâu phải cảm ơn dễ dàng vậy là xong, bà chị Bun Ok còn đòi hỏi thêm quả chuyên Romeo and Juliet phiên bản tiếng Anh nữa cơ. Úi giời, chị biết tiếng Anh nghĩa đâu mà đòi đọc tiếng Anh nữa chứ. Nhưng mà chuyện này thì easy nha. Chị cứ yên tâm, mai em sẽ đưa cho chị bản sao. Giờ em về phòng đây chị, bye bye chị, ngày mai gặp lại. Về đến phòng thì Giang Dô mở live show, bật nhạc lên cả hát, nhảy nhót, đêm nay quẩy banh nóc cùng các chị em quẩy banh xác, quẩy nát ký túc xá, quẩy đến khi má nhìn không ra, quẩy như đang ở trong ba, quẩy đến khi con ma trong quan tài hư nhảy ra, quẩy theo nhịp cha cha cha, ảo Manobita nắm tay Shizuka qua nhà Seiko. Hôm sau, mọi người xuống nhận thư, nhưng mà Giang Dô tìm mãi mà chẳng thấy thư của mình ở đâu cả, lòng buồn dạt dào nên đành phải ngồi viết thư để bày tỏ cảm xúc này tuôn trào, nhưng chẳng biết cảm xúc mình lúc này dư nào nên chẳng viết được chữ nào, đành phải ngừng tay, xếp thư thành máy bay, ném nó vào vùng không gian cho gió thổi bay, bay đi những muộn phiền, đắng cay, trên đôi mi này chẳng ai hay, nhưng vướng nghĩa hàng rào rồi này. Rồi Giang Dô đến gặp bà chị Bun Ok, trao cho chị ấy quả sách mà hôm trước hứa tặng cho. Sao nào, trông chị có ngầu như bồn cầu không chứ hả? Quá ư là ngầu luôn chị ấy. Mấy anh trai lẻ nghe nói rằng chị Hê Dông sinh viên năm cuối khoa thanh nhạc, người sẽ trở thành một ca sĩ opera nổi tiếng thế giới đang sống ở phòng 207, nên rất mong muốn được gặp chị ấy. Họ là một nhóm hẹn hò giấu mặt, nên Giang Dô đã set up ngay một kèo hẹn hò cho các chị em ở phòng 207, ở quán cà phê Rome, đối diện đại học nữ sinh Hosu. Nhưng mà Giang Dô nghĩ bà chị Dông Min sẽ không đi, nên team cô chỉ còn có 3 người, thế là bà chị Bun Ok muốn xin vào team cho đủ người. Team mấy thanh niên hẹn hò giấu mặt cũng thế, nên là phải đi cầu xin anh trai Soho chung trọ đi theo cho đủ team. Lúc đầu nghe về chuyện hẹn hò thì Soho bảo dẹt con nghĩa nó đi, nhưng mấy anh trai này ép Soho đi quá trời nên đành phải đi cho nó vui. Vậy là họ đến từ đại học nữ Hosu à? Còn bà chị Bun Ok thì cũng thế, tha thiết khóc lóc nói đủ lý do lý chấu mong muốn được đi theo Giang Dô. Hay là chị đòi hỏi quá nhiều rồi, đó là một yêu cầu quá đáng, phải không? Không phải đâu ạ, vậy thì em sẽ thuyết phục Hê Dông cho chị chứ. Và sau đó Giang Dô về phòng thuyết phục bà chị Hê Dông để bà chị Bun Ok đi chung. Cô ta muốn tham gia cùng chúng ta sao? Cô ta không có chút tự trọng nào à? Cô ta muốn giả vờ là một sinh viên đại học đến mức đây à? Vì chị ấy thường xuyên bị ăn cơm chó qua điện thoại đấy ạ, nên chị ấy cũng thèm thuồng lắm. Nhưng mà việc đó là lừa dối các chàng trai mà chị ấy cũng đã giúp ta mà. Các cậu nghĩ rằng tớ muốn đi à? Tớ chỉ muốn tạo ra nhiều kỷ niệm vui vẻ cho sinh viên năm nhất thôi. Thưa quý cô Hê Dông, tôi đã đích thân chuẩn bị nó cho quý cô đây. Đợi đã, chị à, lừa dối các chàng trai là sai trái, đối với chúng ta chẳng là gì, nhưng nó lại là ước mơ của chị ấy, chỉ lần này thôi. Nhé, không được em ấy. Nếu mà em nghi ngờ chị ấy sẽ làm đến mức đó, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chị ấy không nhận bất kỳ cuộc gọi nào cho chị nữa? Được rồi, đi nói với cô ta, chị sẽ cho phép chỉ một lần này thôi. Ôi là trời, cảm ơn chị yêu. Soho đang ngồi chờ và xây lâu đài tình ái bằng que diêm. Họ đã đợi cả buổi ở đây nhưng vẫn chưa thấy ai xuất hiện. Họ đang rất sốt ruột, đang rất trói buộc, nhưng mà rốt cuộc thì ơn giời các cô gái của chúng ta cũng chịu xuất đầu lộ diện. Giang Dô thì khá thích thú với quả lâu đài tình ái của Soho, mà anh trai kia nỡ đứng dậy làm tan vỡ miệng quả lâu đài. Nhưng mà không sao, con tim của Soho thì lại được sưởi ấm bằng quả cơm chóa từ bàn tay ấm áp của Giang Dô. Mong cuộc tình này sẽ lâu dài. Ây da, chỉ một que diêm nữa là xong, vậy mà nỡ lòng. Nhưng mà chỉ có 3 người các cậu đến thôi hả? À, vậy chắc hẳn là cậu ấy chưa đến nhỉ? Cậu ấy đã hứa với tụi mình là sẽ đến mà. Ơn giời xem ai xuất hiện kìa, cuối cùng chị ấy đã đến. Cúc cu, xin lỗi mọi người vì mình đến hơi trễ một xíu. Nhưng mà mọi người đã bắt đầu chào hỏi chưa vậy? Được rồi, thôi nào, đã có mặt đông đủ rồi thì mọi người hãy cùng ngồi xuống thưởng thức vài ly cà phê đi nào, còn chần chờ gì nữa. Được rồi, vậy là chúng ta đã đến đông đủ cả, chúng ta hãy bắt đầu giới thiệu bản thân nhé. Khoan đã, hay là chúng ta chọn bạn hẹn trước đã nhỉ? Mọi người thấy đấy, mình có 2 vé xem đại nhạc hội, nếu mình muốn tham dự thì bây giờ sẽ phải bắt đầu đi luôn. Mong rằng mình sẽ có thể đi cùng một trong số các anh chàng ở đây, mình nghĩ nên để duyên phận quyết định đi. Lào các cô gái, hãy chọn một cái cho mình đi Lào. Bà chị Bun Ok lúc nãy đã đi rình mò, nên đã biết của Soho là cái Lào, nên là muốn chọn trước. Sao cậu không chọn trước hả Hê Dông? Để xem Lào, biết bố mày là ai không? Đây là cái thể loại chứng chỉ gì đây nhỉ? Ây, là của bài thi công chức, mình đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên. Đến lượt Giang Dô thì cô ấy chẳng có gì là phải vội ở đây cả. Đi dò tìm một vòng từng thứ một xem là mấy thứ trên bàn này là của ai. Đến khi mà đã xác định được đối tượng cần chọn thì con nghĩa nó. Bà chị Bun Ok lấy miệng quả máy bay của mình vì đã biết trước nó là của ai. Thiệt là quá đáng, đúng không chứ hả? Quá đáng đúng không chứ hả? Tức tối không thể nào mà chịu được, biết vậy thì điếu cho bà chị Bun Ok này đi theo rồi. Cay cú quá trời quá đất. Cay quá, thế là Giang Dô đi karaoke cho nó bay đi sự đắng cay trong thâm tâm này. Nghĩ về những chuyện ngọt ngào lúc nãy, con tim như muốn tan chảy. Nhưng mà quán karaoke này không có cách âm, nên khi cất tiếng ca thì ai cũng đều nghe được. Khi Giang Dô cất tiếng lên thì ai cũng cười ìa. Do hát cháy quá nên Giang Dô chẳng quan tâm xung quanh. Khi quay lại thì thấy hơi quê, nên dẹt con nghĩa nó đi, về nhà thôi, chứ quê quá, hát hò gì nổi nữa. Hơi gấp nên điếu nhìn đường, đụng trúng anh trai Soho làm rất nghĩa quả liêm sĩ. Ơi là trời, sao mà anh trai Soho này lại ở đây vào lúc này chứ? Nhưng mà sao anh không đi đại nhạc hội cùng chị Bun Ok à? Hồng bé ơi, vì anh quá ư là bận. Vậy còn em thì sao? Và bạn hẹn của em nữa? À, chả là nhà em mau việc anh ạ. Hồi bye bye anh trai, mà quê quá trời quá đất, đành nhặt quả liêm sĩ lên, đi tính tiền rồi về ký túc xá cho xong. Nhưng mà thôi bỏ miệng rồi, đi karaoke mà điếu mang măn mì theo. I came here to drop some money, dropping all my money. Thôi để lần sau trả chú AE. U là trời, mình không thể tin được là mình không mang money theo. Nhưng mà anh trai Soho thì khác, chẳng có gì ngoài money nên mua tặng Giang Dô quả sách luôn. Gì vậy ạ? Không phải em đến đây để mua cái này à? Nhưng tại sao anh lại đưa nó cho em? Vì mình đã gặp nhau trước đó, em cứ cầm lấy đi, không cần phải ngại đâu, vì em hát hay quá mà. Tặng xong, anh trai Soho vội vàng đi về nhà making money Odeonai lon tiếp. Còn miệng nó, đang đi thì gặp cái bọn lính tuần tra đang đi truy nã.
nên dẫn theo răng rồi đi lối khác, và đó là lối nhỏ của Đen Vâu. Em mà đợi bằng đại lộ, còn anh và đợi bằng lối nhỏ. Anh nhớ mình đã từng đổ lộ, anh nhớ rằng em đã chối bỏ. Anh nhớ chuyến xe buổi tối đó trên xe chỉ có một người ngồi, anh thấy thật buồn nhưng nhẹ nhõm. Anh nhớ mình đã mỉm cười rồi. Và răng rô cũng rất chịu hợp tác. Đồ tồi, anh đã đi xem ca nhạc với xe ông, anh tưởng tôi không biết sao? Tôi nói gì sai à? Anh nói gì đi chứ? Soho chẳng nói gì cả, ôm ngay răng rô vào lòng, làm răng rô đỏ hết cả hai má, ửng hồng như Binzy, hắc hường như Blackpink. Rồi cuối cùng cái bọn lính kia cũng đi, ta hãy ngừng ôm ấp giữa chốn đông người dư lầy đi nào. Ơi là trời, cuối cùng sóng gió cũng đã qua đi. Chuyện này thì thường rất là hay gặp khi đi với anh trên con đường đi, dù có thế nào đi nữa anh cũng mong ta đừng chia ly. Mà em không sao chứ? Vâng, em ổn anh trai ơi. Anh nghĩ em nên làm diễn viên, làm ca sĩ cũng amazing good job nữa. Anh trai của em đã bị bắt trong một cuộc biểu tình, vậy nên anh hiểu rồi, em nghĩ mình nên đi trước đây, không nên dây dưa ở đây nữa. Khoan đã, đợi một chút em ơi, em có muốn cùng anh đi ăn tối rồi đêm nay ta say mê quên mất lối. Nhưng mà thôi, cảm ơn em nhiều thế thôi, tặng em mỗi quyển sách nhỏ nhoi, mong em giữ lấy nó và đọc mỗi tối, nhớ về mỗi tôi trong màn đêm tăm tối. Nhưng mà khoan, chờ đã anh trai ơi, em không hề muốn mắc nợ bất kỳ một ai cả, thế nên là em sẽ trả nợ anh, hẹn gặp anh ngày mai ở quán cà phê Rome nhé. Ok thế nhé, chốt đơn, bye bye, ngày mai mình gặp lại. Răng rô đi về trong vui sướng, hào hứng rưng rưng, chạy về ký túc xá tưng tưng, chạy về phòng thật nhanh chưng, nằm ngay xuống giường ngã lưng, nhớ về những khoảnh khắc ôm ấp ấm áp, hạnh phúc thấm thoát, chẳng còn gì là lạnh toát, u mê rồi thì tìm đâu ra là lối thoát, chẳng có cảm giác gì nữa là đau xót, không còn lần quay gót, vì chót lỡ đắm say một người rồi, lên nhạc thôi nào. Chùm mình cất tiếng ca trong đêm, cảm xúc tuôn trào, nhớ nhung nhiều thêm, giờ làm thế nào? 3 giờ đêm vẫn nằm chùm mình cười. Sáng hôm sau, Răng Rô đã đến quán Rome rất sớm, chờ đợi anh trai Soho. Dòng người đông đúc, chen chút cứ thế lướt qua, từng giờ từng phút cứ thế trôi xa, và Răng Rô thì cũng học cách xếp lâu đài tình ái, cứ thế xếp từng que diêm, từng que một. Soho thì vẫn chưa đến, dù lâu đài tình ái đã được hoàn thành, vẫn chẳng thấy bóng chàng, nàng vẫn cứ thế ngồi đợi chờ, trông ngóng hoài mãi thôi. Trong không gian sâu lắng, mình ta đơn côi, rồi làm tan vỡ đi lâu đài tình ái. Soho thì đang lang thang ở đâu đấy trong màn đêm đen, cùng một ai đấy nơi phố thêm quen. Soho đang trong tầm ngắm bị một nhóm cảnh sát truy nã, một tia sáng lóe chói và xe cậu bị đâm trúng, quả đụng xe cũng khá là nghiêm trọng, hai người đã tử vong và lên thiên đàng cùng anh Qua Quy, còn lại thì bị thương. Đúng lúc này thì cảnh sát cũng đến, điều cần làm bây giờ là ra khỏi xe và chuồn thật lẹ, vì là trong tay cảnh sát thì có súng. Mày chết mày cho mày, mày chữ thề tao bắn mày á. Mày thấy cái này là gì không? Súng không ơi. Mày chữ thề con mày nói chuyện vô dân quá. Mày coi chừng mày chết với tao nha mày. Và Soho chết thực sự, mấy anh cảnh sát đuổi Soho y hệt như phim hành động luôn. Soho nhảy rào, anh cảnh sát bắn một phát, bên ngoài thì đang bạo loạn, xả súng tùm lum tùa lưa, sợ thực sự luôn y mấy má ơi. Mấy anh cảnh sát này thì cũng nhảy rào theo Soho, nhưng lại phát hiện ra có vẻ anh ta hết nhảy rào rồi mà lần này là leo rào, vì có vết máu dính trên hàng rào, đúng là có tướng phu thê. Soho dù bị thương nhưng vẫn leo cửa sổ cực khét, cuối cùng cũng leo vào được rồi. U là trời, ghê gớm thực sự. Đúng lúc đó Răng Rô cũng về đến phòng, rồi phát hiện ra một thứ gì đó khá là kỳ lạ, khác thường ở bên trong này. Mấy anh trai cảnh sát cũng đã tìm lên đến ký túc xá, kèo lần này cũng khá là chua cho Soho, nhưng mà không sao, mọi chuyện đã có Răng Rô lo, bà cô quản lý thì đòi có lệnh khám xét thì mới được khám rồi xét. Mấy anh cảnh sát đều có, nên bà cô không cho khám xét, làm anh cảnh sát dỗi muốn bắn bỏ miệng bà cô quản lý, nhưng đồng nghiệp kịp thời cản lại, nếu không là đã có vụ xả súng đầm máu ở đây rồi. Rồi anh cảnh sát bỗng phát hiện mấy cô gái có biểu hiện kỳ lạ nên đuổi theo, dù không được phép. Răng Rô thì cứ tiến từng bước tới thì thấy một người đang bị phạm lỗi nằm sân, mà trọng tài thì đếu phạt thẻ đỏ, cay thực sự, đành phải tiến đến hỏi han, xem đó là anh trai nào vậy ta, kéo người xoay lại nhìn mặt thì hết cả hồn, đó là người quen, ôi không, đây là anh Soho, hết tập 1, hẹn gặp lại mọi người ở tập 2.